Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu một mẫu tóc siêu cool ngầu nhìn vào quên sầu. Điều đặc biệt ở mái tóc này là nó không giống bất kỳ mái tóc nào, và mình dám cá với các bạn là nó sẽ chinh phục tất cả ánh mắt nhìn của các cô gái khi bạn đi trên đường bởi sức hút của nó. Theo dõi cách làm và ủng hộ mình để mình có thể tiếp tục làm những video tốt hơn và hay hơn cho các bạn thưởng thức nhé.